Ông nhồi Messi đã từ ông Mbappe vẫn chăm chăm bài này, cái loại kỳ thả biên Euro bị bại trên trường World Cup. Cristiano Ronaldo của bóng chùm rối ở bản thiên club Al Nassr cho hạt lệ khá lên 200 tỷ mỗi rục đại chia tế tạm mất rung khó rung rồi bóc luôn. Lúc bếp cho chú mô bấy cơ rung này mình phê rơi khắp bùa, nông cao trên biên Euro bị bọn ập hay buồn. Video này nó mà chung đời về tất cả cầm sản đó lọ đại kê nền đầm bọn ả dí, nông ạ cao đồ bởi xe này mình bật thèm chung ảo dựt cũng không ai đó sọt sát mùi xâm rạp bóng bố đạp ra xàm sập đô la, mình chấm đạp bỏ rõm. Ai chấm đạp tâm nông tam Telegram để mình đặt link đăng kèm description video này. Nhoi Messi đã từ ông Mbappe vẫn chóng chóng bài này, cái loại kỳ thả biên Euro bị bại trên nền trường World Cup. Sai bởi dụt chân nào mà bỏ club Inter Miami gần lại còn Lionel Messi bán trái lại tốt tại căn kỳ liên ông Mbappe vẫn cái loại sai bởi dụt rồi bỏ Chrome như rơi chết bà răng rút ní bàn lực lăng thả. Biên Euro cứ bị bại trên nền trường biên World Cup. Chỉ cả bởi ná, nè bỏ mán thay môn ní ông Mbappe bán lực lăng nhắn phía bà ơ thả biên Euro cứ bị bại bỏ cuộc bởi trên trường World Cup. Cả đại ca lực lăng bài ní cứ bán thua oi nè nè dông tam đan kể là bà tốt và tục ca về nhà dàng khăn. Hồi cũng nông nút có miền Messi mà nè phong đại. Thay là khăn đồng bọt xâm phê cho môi lông Marin Arevalo. Đại trên là cái xe đạp bọt ESPN Messi đã tớp chui ôi ở dòng tin trên biên World Cup bọn ập hay bị bàn trái tốp cho bố cá lực lạc bọt ông bảo bê giang đối trên này thả. Cốt có thơ lọc để giấy phóng đại thả Krom nữ Amrik kháng thơ bốn mình miễn ca bộ cuộc bệnh trang đôi Krom nữ đồng bọn ở rộp lời. Cốt kia bàn ôi đồng lại cho bố cá lấy đồng bọt bụ kể. Biên Euro cứ xâm khá nát và tay phát lệch hơi thả dòng tin chỉ mà chả biên World Cup 7 xa mày trong này Brazil chỉ mà chả chẳng ách World Cup 5 xa mày nâng Uruguay chỉ mà chả chẳng ách World Cup 2 xa mày. Miên Krom đã chẳng ách biên World Cup chỉ chẳng ảnh sốt tay này dây thả. Biên Euro cứ bật chia bị bạc chẳng ách mình thế. Nâng không bật tất cả World Cup Krom đã nơi tí đô cứ sốt tay chỉ Krom khăn. Krom tên ớt đã chỉ mà chả biên World Cup cứ chỉ tu tử bố kê thất nơi chùm nốt nụ. Nó hơi chỉ một là hạt đại cục này trong khai chỉ mà chạp biên World Cup bóng phốt. Cristiano Ronaldo của bóng chùm rối nhỏ bởi thiên club Al Nassr cho hạt tỷ lệ khá lên 200 tỷ mỗi rục đại chia tế tạng mất rung khó rung rồi bóc luôn. Đã ra chân nam rồi bóc khó rung dạng này bởi tỷ Ả Rập xa đến Al Nassr cứ gây lại có Cristiano Ronaldo của bóng chí dìm chế ở tiệp bộ rồi bóc luôn. Lời cố cá này gặp tê gây lại có chùm nấu thông mây rồi bóc club này ra đây này. Sai bởi dụt vầy 34 chân nào rồi nế chọn chụp chung chung mọi tí tạng mở rung khổng khuôn đã thuộc lên cho mỗi khí nế cao bị bán chân nào môn. Dùng ta rồi bài cá bị lô gà hàm bà lì bà đã đăng thái Cristiano Ronaldo gồm bốn chùm rối nhỏ bởi thiên club Al Nassr vừa ca cho cha cho hạt lệ khá lờ tí tạng kỳ lạc của bộ club bởi sai của họ Manchester United cư nảy chăm tí David De Gea. Đại bán chứa bán chứa kỳ lạc của khám đầm lại khuôn mà tôi bị phốt công trai cho mỗi club cao bị chân nào bị bán ở phẩy bầy. Tôi chỉ là cái đó, khi bạn đang thay cả lõi mốc David De Gea luôn anh tốt bạn sẽ đàn cháu rồi xâm nợ bị club rồi bỏ ra bí xa để đổi xa tại cửa xa rồi bỏ quốc. Mình mê một nón trong rút khăn ông bởi tên đủ. Cùng đặc phong đây thả, De Gea bạn lê ở club bởi xa của họ Manchester United tăng bị chân nằm bị bỏ mùi đó chân nằm bị bỏ phê bầy. Đại bằng hành luôn sẽ rốc bạm rồi xa xa bạm bỏ quốc ở club. Tôi bây chỉ mến bỏ bởi xa chân cái đó này chăm thì sẵn chết Aspire rồi mình toàn rút khăn club thơm mây thế. Chạp tăng bị chạy tránh bị tật đầy Old Trafford bảo. Lúc bếp cho chú mô bấy cổ rộng này mình phê rơi khắp bùa, nông cao trên nền biên Euro bị bọn ập hay buồn. Để chắc cả tu tới club Manchester City, lúc bếp Guardiola bán cho chú mô cổ rộng cho bếp chết ông Lê Alamon nâng Espanh. Chỉ cổ rộng đang bấy đại mình phê rơi khắp bùa, nông cao trên nền biên rộng bọn Euro bị bọn ập hay buồn này. Chỉ cả bất nắp bật tất cả Euro bị bọn ập hay buồn, càng tại kia chất chung mà đo là hời, bố cứ chạp bà đàm bì chân lọc ngay tì đập bàm khai mì thân á, rồi hồ lọc ngay tì đập bàm khai cả đáp bênh môi khai. Cả nát krom chụp ra chết nửa môi bà bánh chanh, bánh chì chung mua xa mà sập hiếp rồi rõ lọc hời. Nâng cầu bốc vật hát dạng đất đó xâm rạp triêm cho rộng bật tất cả buồn chân nằm mà đo ngôi nì. Tế tôn tình năng rinh lô bẹp cả đi lá bà này dây thả. Ông Lê Alamon ở Espanh chỉ cổng đang bây đại mến phê rối khả nông cao trên nền biên 1 Euro. Để giấy bị ông Lê vấn kia đang trên nền mến tên. Bố kê cổ bông miên chùm nôn đó lõ, bị đầm môn cả biên đoàn bởi dụt. Alamon tăng tăng Gundogan chỉ cao bởi tên cổng xâm rập cao bởi cuộc Euro bị bọn đập hơi buồn. Xa bầm ra ít kê Gundogan ở bộ club đại mến bồn Barcelona nâng thua chỉ cao bởi tên cổng đập cổng chùm rời chết Alamon khả nông cao bởi cuộc trên ai đầm bọn ở rộp Euro trên nền biên đoàn bởi buồn. Để bởi dụng tạm cựu bộ vật bộ cổng lộ chú lên này Galsman bà này giấy để khả nông sân đã sẵn sàng bộ mình mùi. Dụng tạm này cả giải Sky Sport lộ Florian Pettensburg bà đã đăng thả cặp bởi tên cổng thôn bộ cổng cư IK Gundogan. Cặp bởi tên cổng bắn tốt chỉ cả lạc cổ bộ cổng bởi dây mà nét cực xa bầm ra cho chua kì mạch bắn tốt máu cặp bởi tên tìm bấy cư Thomas Müller. Cuối đăng phong đại thác ca bởi cuộc trường ai đầm bọn ở rốt, xâm rạp chân nam bị bọn ở phây bốn nâng bởi tớ chạp bị thay tí đập bàm khai mì thuần á đọc thay tí đập bàm khai cả đá này khổng bởi tớ ả lòng mọng. Khổng lông bê bởi cuộc vẹn chạy bố là mọng nâng trời chụp cho môn ở Scotland, Hungary, nâng Swiss, đại chỉ cổng sát khổng bố lê cho môi khả nìa.
Man City កំពុងពិចារណាចុះហត្ថលេខាលើ Mike Maignan ដើម្បីមកជំនួស Ederson Moraes កីឡាករសញ្ជាតិ Brazil Ederson Moraes កំពុងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេស Arabia Saudita ប្រសិនបើនៅចាំទីរុកនេះចាក់ចេញនោះ Manchester City នឹងធ្វើការផ្ទេរនៅចាំទីរបស់ក្លឹប AC Milan គឺ Mike Maignan នេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលបានចុះផ្សាយកាលពេលថ្មីៗនេះបុគ្គលិករបស់ក្លឹប Man City ដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោក Pep Guardiola កំពុងរៀបចំផែនការត្រៀមក្នុងករណីដែលទឹកប្រាក់របស់ក្លឹបមកពី Arabia Saudita អាចទាញយកនឹងចាំទីដៃទី1របស់ពួកគេនៅពេលខាងមុខនេះបានបាយកភិបសំខាន់របស់បំផុតដែលអាចមកជំនួស Ederson Moraes គឺ Mike Maignan ដែលជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយខណៈដែលគេក៏មានអាយុទៅតែ28ឆ្នាំផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះក្លឹប AC Milan ក៏ដឹងដែរថាពួកគេអាចនឹងបាត់បង់អ្នកចាំទី Mike Maignan ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនក្លឹបយករបស់អ៊ីតាលីមួយនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចប្រសិនបើ Mike Maignan ចាក់ចេញនោះពួកគេនឹងធ្វើការចុះហត្ថលេខាផ្ទេរ Jordan Pickford ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកចាំទីឆ្នើមរបស់ក្លឹប Everton និងជម្រើសជាតិអង់គ្លេស Atletico Madrid ត្រៀមផែនការចរចាផ្ទេរខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំ Julian Alvarezថ្មីៗនេះក្លឹប Manchester City ត្រូវបានកណ្ដឹងថាបើបង្កើតច្បាប់ផ្ទៃក្នុងមួយដែលដាក់គោលការណ៍ថាលោកអ្នកណាដែលចង់ចាក់ចេញហើយនៅរដូវក្តៅនេះ Man City ហាក់បីដូចជាបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីសាកល្បងច្បាប់នេះលើកីឡាកររបស់ខ្លួនមានសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានលើកឡើងថាក្លឹប Atletico Madrid កំពុងចាប់អារម្មណ៍លើខ្សែប្រយុទ្ធ Julian Alvarez របស់ក្លឹប Man City ដែលកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីរូនេះក៏ហាក់ដូចជាមានចេតនាចង់ចាក់ចេញពីទឹកដីអេទីហាដផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាទំនាក់ទំនងរវាង Alvarez និង Atletico Madrid មិនទាន់កើតឡើងជាផ្លូវការនោះទេយ៉ាងណាមិញនៅជំហានដំបូង Atletico Madrid ត្រូវបានកណ្ដឹងថានឹងប្រើប្រាស់ក្បាច់ពិសេសមួយដោយឲ្យ Angel Correa និង Rodrigo De Paul ព្យាយាមចុះបញ្ចូល Julian Alvarez ខណៈដែលពួកគេនឹងចំណាយពេលមួយខែជាមួយគ្នាក្នុងជំរំវឹកហាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនសម្រាប់ការប្រកួត Copa America ប៉ះសិនបើគ្រប់យ៉ាងដំណើរការទៅដោយរលូននោះពួកគេនឹងចំណាយប្រាក់ផ្ទេរ Julian Alvarez យកទៅទឹកដីអេស្ប៉ាញទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Atletico Madrid ក៏បានត្រៀមផែនការបន្តផងដែរបើសិនបើមិនអាចទាក់ទាញ Julian Alvarez បានទេនោះពួកគេនឹងងាកទៅរកម្ចាស់ក្របបាល់ច្រើនជាងគេប្រចាំលីកកំពូលអេស្ប៉ាញកាលពីរដូវកាលមុនគឺកីឡាករ Artem Dobik Memphis Depay នឹងចាក់ចេញទៅសារល្បងរសជាតិថ្មីនៅលីកកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីតាលីខ្សែប្រយុទ្ធ Memphis Depay របស់ក្លឹប Atletico Madrid នឹងក្លាយជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះនឹងអាចជ្រើសរើសក្លឹបថ្មីដែលខ្លួនចង់ចូលរួមជាមួយបានដោយសេរីខណៈដែលមានក្លឹបកំពូលជាច្រើនក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះដែរចំណែកមក Memphis Depay មិនធ្លាប់បានលេងនៅលីកកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីតាលីទេហើយបើយកតាមរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយដោយ Toto Sport បានដឹងថាគាត់គ្រោងនឹងផ្ទេរទៅជ្រុំជាមួយក្លឹបម្ចាស់ជើងឯកអ៊ីតាលី Inter Milan គេជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង Inter Milan ជាមួយនឹង Memphis Depay ពិតជាអាចកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រោះគាត់ជាកីឡាករដែលមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ដូចគ្នាដែរក្លឹប Inter Milan ក៏គ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធចំនួនថ្មីម្នាក់ទៀតហើយ Memphis Depay គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថា Inter Milan និង Atletico Madrid នឹងជួបគ្នាក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពមុនបើករដូវកាលហើយការប្រកួតនេះអាចក្លាយជាការប្រកួតដ៏ពិសេសមួយក្នុងបរិបទនៃការផ្ទេរ Memphis Depay ផងដែរ